Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Ngày hôm nay Nguyễn Huy sẽ phục vụ quý thính giả tập cuối, phần kết cục của bộ truyện ma kinh dị Đừng phạm vào nơi ở của người khuất mặt của tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện nếu cảm thấy thích, hãy theo dõi trang Facebook của tác giả Ngọc Sơn đã được Huy dán link ở trong phần mô tả nhé. Và đừng quên hãy đăng ký kênh Đất Động Radio để ủng hộ cho Nguyễn Huy cũng như là nhận những thông báo truyện mới. Cảm ơn rất nhiều. Đừng phạm vào nơi ở của người khuất mặt. Phần cuối. Đức à, lúc nãy Đức hỏi Trang có bận không, đi làm gì vậy? À không, tại Đức muốn rủ Trang đến hội trực tiếp những vong hồn. Nhưng mà suy nghĩ lại thấy nguy hiểm cho Trang quá. À thôi Trang không đi đâu, mới thấy có một chút xíu đã không chịu được rồi. Mà nè, cho Trang can đi, đừng có dính líu với mấy chuyện này nữa. Cậu Sơn còn không giúp được thì Đức không làm gì được đâu. Ừ, Đức hiểu mà. Nhưng mà nếu là thiệt thòi cho họ thì mình phải tìm cách bù đắp chứ. Chẳng lẽ cứ để cứ sự như vậy hoài, rồi còn ai có tâm trí đâu mà học hành nữa. Dù cho không phải là lý do hay là những vấn đề khác, dù là chủ ý của họ không đơn thuần là hù dọa, Đức cũng muốn được lắng nghe tâm tư của họ. Đức điên thiệt rồi, Trang thì sợ lắm, mới nghĩ tới thôi nổi hết da gà rồi nè. Một khoảng lặng lại bao trùm. Việc này đúng là đáng sợ thật. Ngay cả khi nói những lời đanh thép đó ra, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách gì để tiếp cận họ. Và nếu gặp được trực tiếp, không biết khi đó còn đủ bản lĩnh để mở miệng ra hay không. Đau đầu thật. Biết là không phải chuyện của mình, nhưng mà có cái gì đó trong người cứ sôi sục. Đức hả? Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt Trang lên tiếng hỏi, khiến cho tôi có chút giật mình. Trong ánh nhìn lần này có vẻ gì đó rất là nghiêm túc. Đức à, Đức vẫn muốn tham gia vào chuyện này phải không? Ờ đúng rồi. Thành thật mà nói á, Đức muốn hành động ngay bây giờ luôn á. Nè, lúc nãy mình có nghe cậu Sơn nhắc về cái chỗ trú ngụ hay là nơi ở gì đó, Trang nghĩ là có liên quan tới vị trí xây dựng của nhà vệ sinh. Đức nhớ cái miếu nhỏ ở trước nhà cậu Sơn không? Lúc trước ba mẹ mình tới chơi á, có hỏi. Cậu bảo là xây lên cho âm binh vong hồn vào trú ngụ. Có lẽ hàm ý của cậu Sơn chính là như vậy đó. Muốn trường mình xây lên một cái miếu hay là một cái am thờ gì đó để bù đắp lại cho họ. Không biết trước đây á, chỗ phòng vệ sinh đó có thứ gì liên quan tới ma quỷ hay không nữa. Trang đoán đoán vậy thôi à. Ừ, Trang nói cũng có lý. Nhưng mà cho dù đúng là như vậy thì làm sao mà thuyết phục được nhà trường lại đi dựng cái miếu thờ hay am thờ chứ? Lấy cơ sở nào mà để họ tin tưởng đây? Nhưng mà với sau á, thì Đức có nghe phong phanh là trước đây, lúc mà còn cái nhà vệ sinh cũ, miếng đất mà bây giờ xây cái nhà vệ sinh nam lên trên á, có một cái cây mận to, một dải cây bàn cổ thụ lớn lắm. Nhưng mà không hiểu sao lại bị chặt đi. Lúc mà tụi mình vô lớp 10 cũng đâu có thấy đâu. Mà theo lý lẽ của cậu Sơn nói, đúng ra là họ phải gây chuyện từ lúc đó rồi, đâu có phải đợi tới tận bây giờ chứ. À, vậy là nghi vấn á sẽ tập trung vào căn nhà vệ sinh xây mới sau này, vì lúc đó là bắt đầu có sự dịch chuyển vị trí đó. Ừ, đúng rồi. Đó là điều mà Đức đang suy nghĩ đây. Rất có thể nguồn cơn mọi việc từ chỗ này mà ra. Việc di dời nhà vệ sinh tới một vị trí mới có khả năng đã xâm phạm đến nơi trú ngụ của những vong hồn, và bây giờ họ đang làm mọi cách để đòi lại công bằng. Ừ, được rồi. Cảm ơn Trang đã gợi ý cho Đức nha. Nè, nhưng mà Đức phải cẩn thận đó, đừng có dính dáng vào. Ừ, được rồi, Đức biết phải làm cái gì mà. Nè, uống đi rồi về. Ngày mai lên trường á, sẽ điều tra một số vấn đề, rất có thể sẽ nhờ Trang một vài việc đó. Đừng có bắt Trang đi gặp bọn họ là được hả? Trang sợ lắm. Nói về những cây đại thụ, có lẽ không ai qua niên đại của bác bảo vệ. Lúc vào trường, tôi nghe nói bác làm việc ở đây đã hơn 15 năm. Mỗi ngóc ngách ở đây chắc chắn không ai nắm rõ bằng. Tuy nhiên nếu đến gặp trực tiếp và hỏi về những vấn đề này, bác ấy sẽ xin nghi ngay. Việc một gương mặt dính phốt như tôi bỗng dưng xuất hiện, trưng ra đầy vẻ thân thiện, cũng đủ làm cho bác bực mình rồi. Về phần Trang,
Chắc chắn bác ấy cũng không quên được cô bé vừa mới gặp chuyện kỳ quặc. Bây giờ lại muốn tìm hiểu về lịch sử của ngôi trường thì sự nghi ngờ càng tăng lên gấp bội. Nếu là đồng minh thì ngay lúc gặp ở phòng y tế, bác đã khuyên nhủ động viên rồi. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân vật đủ khả năng để cung cấp cho bọn tôi những thông tin cực kỳ chính xác. Đó chính là cô Thu Ba, tạp vụ của trường. Những đường chỏi của niên đại trên 10 năm đã củng cố niềm tin cho điều đó, cùng với phương châm em kể chị nghe, chị đừng kể ai nghe, đành nhờ Trang gánh vác cái nhiệm vụ này. Nè, tình hình sao rồi Trang? Nè, Đức sẽ không ngờ tới đâu. Nhỏ kéo tôi xuống căng tin với vẻ mặt vô cùng hớn hở, hình như đã thu nhập được những thông tin quý giá nào rồi. Nè, Trang nói đi, Đức sốt ruột quá à, chuyện là như thế nào vậy? Nè, đúng là có một cây mận lâu năm sai triệu quả và một hàng cây bàng cổ thụ trồng ở bên cạnh đã được chặt bỏ đâu khoảng 5 năm trước á. Cây mận bị chặt là vì tới mùa nó sai triệu quả, học sinh leo trèo té gãy tay gãy chân, cho nên thầy hiệu trưởng kêu chặt đi. Còn về cái hàng cây bàng á, là do chúng quá to, xòe sang cả nhà hàng xóm, bể nứt tường của người ta, cho nên người ta khiếu nại buộc phải chặt đi luôn. Phòng vệ sinh Nam hiện giờ chính là xây trên vị trí của hàng cây năm xưa á. Nhưng mà thông tin này mới đáng lưu ý nè, đó là em ruột của thầy hiệu trưởng, người vừa bị tai nạn cách đây không lâu á, là làm cái nghề thầu xây dựng, chính là người đã nhận trách nhiệm chặt cây. Và sau này khi căn nhà vệ sinh mới đó thì cũng là ông ấy và tớp thợ của mấy thi công á. Nghe đâu từ lúc chặt cái cây đi thì ông làm ăn bết bát lắm. Thầy hiệu trưởng biết chuyện cho nên mới nhờ cô Thu Ba mỗi đêm rằm hay là đêm 30 á, ban đêm ở lại soạn đồ mang ra cúng giúp cho em trai á. Rồi hình như là bình thường trở lại, mãi cho tới khi xây xong cái nhà vệ sinh mới này, em trai thầy bỗng dưng đổ bệnh ra. Vừa mới cho xuất viện, thầy đang trên đường chở về á thì tiếp tục bị tai nạn. Lần này bác bảo vệ nhận trách nhiệm cúng kiến, còn cô Thu Ba thì đi mua đồ mang lên sắp xếp. Chuyện này chỉ có cô ấy nè, bác bảo vệ với thầy hiệu trưởng biết mà thôi hả? Ờ, nếu mà nói vậy á thì làm sao cô Thu Ba lại có thể kể cho Trang nghe được chứ? À, là do Trang dùng khổ nhục kế, công nhận hiệu ứng lan truyền cũng nhanh thiệt. Cái việc mình bị ngất xỉu mau chóng lan rộng ra, tất cả cô Thu Ba cũng biết mặt mình luôn. Vậy là nhân tiện Trang bịa ra một cái chuyện rằng là từ sau cái lần gặp ma đó, lúc nào cũng thấy ớn lạnh trong người, đi coi bói á, thì người ta nói là có người đi theo. Nếu mà không giải quyết, không tìm được sớm á, thì sẽ nguy hiểm thôi. Sẵn tiện cô làm ở đây lâu, có biết gì về lịch sử của cái chỗ nhà vệ sinh đó hay không? Hai người phụ nữ bắt sống được với nhau thì Đức hiểu rồi đó. Ờ, hèn gì người ta không còn sản xuất anten nữa. Cảm ơn Trang nhiều nghe. Đức từng đoán á, là thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ có liên quan tới chuyện này, nhất là cái lúc mà bác vọng ra tận phía sau để thắp nhang, rồi cái lần bà bàn bạc cúng kiến cùng với thầy hiệu trưởng nữa. Nè, nhưng mà cho dù là vậy á thì Đức tính làm gì? Không được đâu nghe, nguy hiểm lắm á. Đó là còn chưa kể lỡ của tôi ba bị ra chuyện đó thì sao? Không đâu, cô ấy không dám bịa chuyện mà có nêu đích danh thầy hiệu trưởng và em trai của thầy trong đó đâu. Cô ấy buộc phải nói sự thật để mà sau này lỡ có chuyện gì thầy không có thể trách được. Có trách á thì trách không nhìn thấy được trong hồn ma quỷ thôi. Vì rào cản là cái sự mê tín dị đoan cho nên buộc lòng phải giấu kín đi, và đó cũng chính là lý do làm cho mình lấn cấn nãy giờ. Nếu mà thuyết phục được, việc xây dựng nên một cái miếu nhỏ hay là một cái am thờ trong trường có là điều đúng đắn hay không? Cuối cùng, trước khi mà điều đó được thực hiện, mình sẽ luyện tập cái độ gan dạ và bản lĩnh ngay lúc này. Nè, vừa mới xem lịch xong, đêm mai là cận rằm, tức là ngày 14 âm lịch đó. Rất có thể thầy sẽ lại nhờ cô Thu Ba hay là bác bảo vệ để lập bàn cúng thôi. Nè, Đức, đừng có nói là... Không, lần này Đức không nói nữa, Đức sẽ làm luôn. Rủi ro là không thể tránh khỏi, nhưng việc đã đến nước này càng thôi thúc tôi hành động hơn nữa. Cứ dũng cảm một lần biết đâu sẽ thành việc lớn. Lần này thứ duy nhất mong muốn chính là không có bên nào phải chịu thiệt thòi. Lần đầu tiên chính là việc gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu tâm tư, chủ đích của họ. Tiếp theo sẽ tìm cách thuyết phục
buộc những người có liên quan phải bù đắp lại cho phải đạo. Những tình huống phát sinh có lẽ phải tự mình gánh lấy thôi. Chiều xuống, kết thúc buổi học phụ đạo, tôi không về mà giả vờ đi vệ sinh rồi quay ngược trở vào lớp, bằng mọi giá phải gặp được họ. Nhìn hoàng hôn dần buông qua ô cửa sổ, cảm giác có vẻ an toàn hơn là trực tiếp đón nhận nó như lần trước. Không gian đã bắt đầu tối sầm lại, gió vi vu rít qua tận cơn, những tiếng xào xạc xao động âm ỉ. Ở góc này không thể quan sát được nhà vệ sinh, nhưng đủ thuận lợi để thoáng thấy một dáng người quen thuộc đang tiến tới. Chính là bác bảo vệ. Hay là bác ấy đi khóa cửa thì phải. Không xong rồi. Tôi vội vã cúi gặp người xuống. Tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh vang lên. Quy to rồi. Phòng lớp tôi vẫn còn sáng đèn. Chắc chắn bác ấy phải tắt đi rồi mới khóa cửa sau. Phải làm như thế nào đây? Bây giờ bị phát hiện thì coi như kế hoạch bị phá sản. Liếc ngang liếc dọc. Thôi đúng rồi, bạn giáo viên, cứu tinh đây rồi. Tôi vội vã lơm khơm chạy thẳng qua, rồi rút xuống gầm bàn, kéo khăn che hết mọi kẽ hở. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên rõ mồn một. Hình như là bác ấy đang đi dạo quanh phòng kiểm tra. Tôi nín thở chờ đợi. Đèn vẫn còn sáng choang, tiếng chân không còn nữa. Đèn bất chợt vụt tắt, tiếng đóng cửa cũng vang lên theo sau. Cuối cùng cũng thoát nạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì là dạng cửa khóa nắm cho nên dễ dàng mở ra từ bên trong, cho nên tôi cũng không lo lắm. Nằm đợi thêm khoảng 5 phút nữa cho chắc. Vừa chui đầu ra thì bỗng dưng từ phía cửa ra vào, hàng loạt những cái bóng trắng xuất hiện, to có, nhỏ có, lượn lờ qua lại. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi mau chóng thụt lui vào trong. Không biết đã bị phát hiện ra chưa nữa. Tuy đã giáp mặt mấy lần, nhưng lần gặp lại này cảm giác vẫn rất ớn lạnh. Rồi những tiếng cọ sát vang lên, bụi phấn rơi đổ xuống chỗ tôi đang ẩn nấp. Khẽ mắt nhìn lên, một cái bóng trắng cao lớn đang đứng quay mặt vào bảng. Viên phấn như lơ lửng giữa không trung, cọ sát thành những chữ ngoạch ngoạc. Rồi những tiếng cười giòn giả vang lên như bóp nghẹt lồng ngực. Không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm tưởng đằng sau lớp dán gỗ tôi đang nấp là đầy rẫy những gương mặt mang rợ và kỳ dị. Và cũng không chừng, khi họ biết được trong hộp quà đã mở sẵn nắp này có một kẻ ngoại đạo, thì sẽ đối xử với tôi ra sao đây? Cái bóng trắng đang đứng trên bục giảng rời đi lúc nào không hay. Kẻ ló đầu ra quan sát, nó đang đứng chắn ngay cửa ra vào. Nhưng bất ngờ hơn, bác bảo vệ vẫn còn lững thững ở đó. Nãy giờ bác chưa chịu đi hay sao? Vì ở hướng ngược sáng cho nên không thể biết bác đang nhìn cái gì. Có một điều lạ là vong hồn đó cứ nhởn nhơ qua lại mà bác không hề có phản ứng. Chẳng lẽ nào chỉ mình tôi thấy được họ thôi? Nếu là ai đó có liên quan đến chuyện này, lẽ ra họ phải cho thấy chứ. Kỳ lạ thật. Đứng bất động gần 5 phút thì bác bảo vệ cũng rời đi. Cái bóng trắng ngay lập tức trở lại bục giảng. Phía bên dưới, những tiếng xì xầm to nhỏ vẫn tiếp tục vang lên. Hình như tất cả đang chuẩn bị cho một buổi học hết sức nghiêm túc. Tiếng cọ sát trên bảng vẫn vang lên đều đặn. Bên cạnh tôi là một đôi chân không chạm đất. Nó dao động đến đâu thì những luồng khí lạnh tống thẳng vào gầm bàn đến đó. Gai ốc nổi hết cả lên, tay chân gồng chặt lại, đến cả thở cũng phải đắn đo. Không phải là lần đầu, nhưng cái cảm giác ghê rợn này dù có đối mặt bao nhiêu lần nữa thì nó vẫn không dễ đón nhận một chút nào. Tôi vẫn án binh bất động ở bên trong. Kế hoạch là tiếp cận những vong hồn ở trong toilet, nhưng xem ra phải tiếp tục chờ đợi thôi. Rồi một viên phấn rơi thẳng xuống đất, lăn vào trong gầm bàn, dừng lại trước mũi chân. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, ngoài kia đã rộn ràng những tràng cười lanh lảnh. Một bàn tay trắng toát đang thọng xuống, cảm giác như nó vừa được kéo dài ra, quờ quạng trên nền đất như tìm kiếm vật gì đó. Tôi đến thở chờ đợi. Bàn tay đã di chuyển dần dần vào bên trong gầm bàn rồi. Chưa kịp phản ứng, cánh tay trắng toát đó suýt chút nữa đã nắm lấy chân tôi. Vội vã thu mình lại, vì quá nhanh cho nên lưng đập thẳng vào mép gỗ, tạo ra một âm thanh không lớn nhưng đủ để những kẻ ở bên cạnh nghe thấy.
cánh tay bỗng chốc khựng lại. Chẳng lẽ nào nó đã phát hiện ra? Còn chưa hiểu chuyện gì thì bất thình lình một gương mặt trắng toát ập thẳng xuống, hai mắt nó mở to trừng trừng, miệng khẽ nhếch mép lên cười. Vì quá hoảng sợ, tôi bất giác thốt lên. Trong họng liền đưa tay ra dấu im lặng, rồi nhặt viên phấn mà không mảy may đã động đến tôi. Bóp chặt miệng, ú ớ không thở ra hơi. Khoảnh khắc đáng sợ vô cùng. Tôi cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập ngay cái lúc nó vừa ập xuống. Tay chân quờ quạng không còn làm chủ được. Rồi tiếng cọ sát vẫn tiếp tục vang lên. Trong họng đó dường như không hề để ý đến sự tồn tại của kẻ ngoại đạo. Nó vẫn miệt mài làm động tác viết lên chiếc bảng đen. Trời đã tối hẳn, thực sự tâm trí không còn đủ bình tĩnh để liếc xem có dòng chữ nào hay không. Viên phấn một lần nữa rơi thẳng xuống đất, nhưng lần này không còn cánh tay nào. Phần lơ lửng bên cạnh cũng đã bắt đầu di chuyển ra phía ngoài cửa. Tiếng xì xầm to nhỏ xen lẫn với những nụ cười ma mị vang lên, rồi vơi dần trước khi không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cảm giác như họ đã đi ra ngoài hết rồi thì phải. Tuy nhiên để cho chắc ăn, mãi gần 10 phút sau tôi mới dám ló mặt ra để kiểm tra. Lê từng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, đầu khẽ ló ra ngoài. Cái bóng trắng to lớn đã không còn ở bục giảng nữa. Phía dưới lớp cũng trống trơn không một vong hồn nhỡn nhơ. Lạ thật, tại sao lại phát hiện ra nhưng họ lại không hề đã động đến tôi? Hay đây chính là một khoảng lặng để tôi chủ quan mà sa chân vào một cái bẫy đã được cài sẵn ở đâu đó? Thực sự rất là khó hiểu. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, chẳng phải mục đích của tôi ở đây vào giờ này là để đối mặt trực tiếp với họ hay sao? Khi quyết định đưa ra, bản thân đã chấp nhận chịu đựng những rủi ro đó rồi mà. Được rồi, không nghĩ ngợi gì nữa, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, quan sát xung quanh thêm một lúc, tôi quyết định đi ra phía nhà vệ sinh theo như kế hoạch. Vừa đứng dậy, mắt tôi chạm thẳng vào những dãy ký tự ngoạch ngoạc nằm ở trên bảng. Đợt đợt mở đèn flash lên. Trời ơi, không thể tin được. Trên bảng không phải là một dòng chữ, mà là một đoạn văn viết ngoạch ngoạc, không hề vô nghĩa. Đọc đến đâu, gai ốc nổi lên đến đó. Phía dưới còn là một dòng chữ cảm ơn như dòng tái bút. Có người luôn đợi cậu quay lại. Một cậu bé tốt bụng, đừng ngồi như cầm bàn nữa. Cảm ơn. Những dòng chữ rời rạc nhưng hàm ý như sôi thẳng vào tâm can tôi. Mỗi hành động, cử chỉ, thậm chí là suy nghĩ của tôi những ngày qua đều bị họ nắm được hay sao? Không thể nào có chuyện đó được. Tay chân rụng rời, nhất thời không còn suy nghĩ gì được nữa. Tiếng ho đặc sệt vang lên, âm điệu rất quen thuộc. Giật mình nhìn sang bên tay phải, trên bàn giáo viên là một cái bóng đen sì đang ngồi chiếm trệ, hai mắt sáng quắc đang nhìn chậm chậm qua tôi. Quá hoảng sợ, tôi ngã ngửa ra phía sau, miệng muốn hét lên nhưng không thể, cổ họng cứ như bị bóp nghẹt lại. Cái bóng từ từ đứng dậy, hai chân không chạm đất, đôi mắt vẫn sáng quắc vô định. Dù đang rất sợ hãi nhưng tôi không tài nào dùng chạy để chạy đi được. Hai chân cứ như bị đeo chì nặng trĩu. Nó bắt đầu lướt chậm chậm, chậm chậm đến sát chỗ tôi. Đôi mắt sáng quắc sắc lẻm, trong ánh mắt chứa đầy vẻ căm phẫn. Khung cảnh như một thước phim quay chậm đang hiện ra. Tôi ú ớ cố bật thành tiếng nhưng bất lực. Cái bóng đen mỗi lúc tiến đến gần hơn. Tôi không còn cách nào khác, chỉ biết lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cửa ra vào. Bất thình lình nó lao thẳng đến, khuôn miệng mở rộng ra, lưỡi thè ra ngoài. Cảnh tượng quá sức kinh hãi. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại, khấn vái trong tâm thức.
tay đưa lên chống đỡ theo quán tính, lồng ngực co thắt lại, tim đập lên thình thịch. 10 giây trôi qua, vẫn chưa cảm nhận được cái gì lạ, thì bất chợt một cơn gió lạnh tống thẳng vào người. Chỉ kịp rùng mình, tôi đã nghe thấy tiếng nói ồm ồm phát ra từ phía sau lưng. Ra đây. Cùng với một cái vẫy tay đầy cám dỗ, trong chớp mắt, chẳng biết từ đâu hàng loạt những cái bóng trắng xuất hiện ra xung quanh. Họ không làm gì cả ngoài việc nhìn chăm chăm vào tôi. Trong khoảnh khắc này, là sinh hay tử, là lành hay dữ không thể phân biệt được nữa. Họ chỉ tay về phía dãy phòng vệ sinh, rồi đồng loạt rời đi. Khoảng không còn lại như để tôi tự tâm mà quyết định. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Cảm giác sợ hãi vẫn lan tỏa trong cơ thể, nhưng bên cạnh đó vẫn là sự thôi thúc mãnh liệt buộc tôi phải xao động. Chẳng phải tôi đến đây là vì điều này hay sao? Nếu đã có dạ tâm, họ đã hại từ lúc phát hiện ra tôi nấp ở dưới gầm bàn rồi. Những gì không phải của mình thì bỏ mặc thờ ơ, đó là đạo lý gì của người trần vậy chứ? Từng câu nói của cậu Sơn tự dưng hiện ra trong đầu. Đúng vậy, tôi đến đây là vì thứ đạo lý đã bị biến chất đó mà, không thể để nó vĩnh viễn lệch lạc được. Gượng người đứng dậy, tất cả bọn họ đã đi cả rồi. Hành lang trống vắng, tiếng gió ù ù thổi qua đến rợn người. Mở chốt cửa, tôi lầm lũi tiến từng bước ra phía sau, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Trên cây phượng, cây hoa sữa không có ai trú ngụ. Dưới mỗi gốc cây, nhang cũng không có. Hình như bác bảo vệ chưa đi thắp thì phải. Những ánh đèn heo hắt từ gian nhà sau của hàng xóm tỏa ra khiến cho không gian thêm âm u rùng rợn hơn. Gió rít qua, từng tán cây rung lên xào xạc. Hai cánh cửa của hai gian phòng đóng kín bưng, không biết có phải là sương đêm hay không, nhưng cứ thấy từng làn hơi mịt mù lan tỏa ra. Tôi tiến đến sát cửa, vẫn không thấy họ đâu. Những vong hồn rốt cuộc đang bày ra cái trò gì? Đứng ở chỗ này rồi mới thấy bất an vô cùng. Đang đảo mắt tìm kiếm thì tự dưng hai cánh cửa từ từ mở ra, rồi bất thình lình đập mạnh vào trong tường. Âm thanh bất ngờ khiến cho tôi giật bắn cả người. Những tiếng ho khan đặc, rồi những tiếng cười lanh lảnh bắt đầu vang lên từ bên trong. Những âm thanh hòa hợp vào nhau rất hỗn loạn. Đầu óc cứ quay cuồng mụ mị, tim đập lên thình thịch, chân tay rã rời. Lòng can đảm đang bị thách thức tới mức tột cùng. Ai đó? Lắp bắp mãi mới nói được nên lời. Thế nhưng vẫn không có ai hồi âm. Bất thình lình, cái bóng đen xì xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nữ, vẫy tay mời tôi vào trong. Tôi không đến đây để hại mọi người. Đừng hại tôi. Vào đây đi. Không. Miệng nói không, nhưng chẳng hiểu sao có thứ gì đó thôi thúc và bước chân đi trong vô thức. Tôi càng lại gần, cái bóng đen đó càng lùi ra xa. Khi đã bước hẳn vào bên trong, nó nép mình vào sát tấm gương và chỉ tay xuống đất. Chỗ này, qua đây. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì hết thì bóng đen đó đã lướt xuyên qua và vòng ra ngoài cửa, bước vào nhà vệ sinh nam. Cứ thế, tôi cứ đi theo mà không kịp nghĩ ngợi gì. Bao nhiêu sợ hãi cũng chấp nhận nhượng bước cho sự thôi thúc mãnh liệt từ tâm trí. Chỗ này nữa. Cái bóng đen chỉ tay qua hai phòng vệ sinh nam cuối cùng. Lần này ở đó xuất hiện ra hàng loạt vong hồn đang chen chúc nhau. Thấy tôi, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm mà không hề phản ứng. Đừng sợ, qua đây. Nó lại tiếp tục vòng ra ngoài, và lần này dừng lại ở chỗ bãi đất trống bên cạnh phòng, nơi bờ tường bác bảo vệ đã đặt cái bát quái. Chỗ này nữa, mất hết rồi. Tôi vừa nhìn theo cái chỉ tay, ngay lập tức những vong hồn khác đồng loạt xuất hiện ra.
Những tiếng bước chân vang lên dồn dập từ phía bên ngoài sân trường khiến cho nhịp tim của tôi cũng hối hả đập theo. Ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đằng trước có tiếng nói phát ra. Tôi hiểu rồi, tôi mài co chứ. Được rồi. Kẻ ló đầu ra khỏi bức tượng, đằng trước là một chán người rất quen thuộc, trên tay cầm những đốm đỏ đưa qua đưa lại. Hình như là bác bảo vệ đang đi thắp nhang như mọi hôm. Không xong rồi, theo thói quen chắc chắn bác ấy sẽ lại thắp ở bên hông phòng toilet nam, tức là chỗ tôi đang đứng. Vậy phòng học phía sau lại không có đường vòng, bây giờ ra đó chỉ có tôi đợi thôi. Bác ấy đã tiến đến gần cây hoa sữa sát phòng vệ sinh nữ. Lần này không còn trong hồn nào xuất hiện nữa, vì họ đang đứng hết ở trước mặt tôi. Những tiếng sao động bắt đầu vang lên khi thấy từng làn khói lan tỏa ra. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Bác ấy sắp tiến đến dãy nhà vệ sinh rồi. Tôi vội vã thụt đầu vào, tim đập lên thình thịch. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Nếu như đoán không lầm, bác đang đóng mở cửa nhà vệ sinh để kiểm tra hay cái gì đó thì phải. Cảm giác sợ hãi bao trùm. Đã trải qua một mối lo lớn với các vong hồn, nhưng hiện tại sự nguy hiểm đang cận kề này còn lớn hơn. Tôi vẫn đang dựa sát lưng vào tượng. Bên ngoài là bác bảo vệ, trước mặt là hàng loạt những vong hồn. Tình thế này không khác gì hoạt cảnh của một bộ phim kinh dị. Cho bất thình lình, cái bóng đen xì lướt thẳng ra ngoài, xoay lưng chắn phía trước lại. Cùng lúc đó, những cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi qua liên hồi, bụi bay mịt mờ, không gian trước mặt bỗng chốc trở nên vô cùng ghê rợn. Tôi nghe một tiếng đập cửa rõ to vang lên, cùng với đó hình như là tiếng giật mình của bác bảo vệ. Đánh liều ló mặt ra nhìn, hình như cánh cửa tự động đóng mở đã làm cho bác có chút nghi ngại xen lẫn lo sợ. Bác đang đứng xoay lưng về phía tôi, chăm chú nhìn về phòng vệ sinh nữ, nơi cửa ra vào đã được mở toang ra. Cùng lúc đó, ở phòng vệ sinh nam, không biết có phải do tác động của vong hồn hay không mà cửa đã hé mở ra từ lúc nào. Bác bảo vệ mãi chăm chú mà không hề để ý ở đằng sau. Ông ấy bắt đầu tiến đến, đóng cửa phòng vệ sinh nữ lại. Ngay lập tức, cái bóng đen xì quay ngoắt đầu nhìn tôi, khẽ gật đầu, rồi chỉ tay vào phòng vệ sinh nam. Hình như nó muốn tôi vào đó để lẩn tránh ông bảo vệ. Không chần chừ nữa, chỉ đợi bác bước thêm hai bước, tôi rón rén lách qua khe cửa đang mở sẵn. Vừa dựa lưng vào tường thở hổn hển thì cánh cửa cũng tự dưng khẽ khép lại lấy đà, rồi mở toang đập mạnh vào tường phía bên ngoài. Gió lòng vào lạnh toát, một ánh mắt đỏ lồm khẽ nhìn vào rồi lập tức biến mất đi. Gió gì mà kinh khủng vậy? Là tiếng của bác bảo vệ và cái bóng đang phản chiếu nhẹ xuống nền đất. Tôi lập tức lẩn mình vào gian trong, đợi cánh cửa đóng chặt mới dám thở phào nhẹ nhõm. May là loại cửa nắm tay, chứ mà cửa chốt ngoài thì đêm nay ngủ lại với mấy vong hồn này mất. Đang tính ở luôn trong gian trong, với những tiếng xì xầm ở bên ngoài khiến cho bản tính tò mò trỗi dậy, liền rón rén đi ra, áp tai vào cửa để nghe ngóng. Vong hồn cô bác quất mặt quất mày lên thiên, xin phù hộ, đừng hại thầy Nguyễn Văn Ba, đừng hại anh Nguyễn Văn Tư nữa. Có sai phạm gì xin được bỏ qua. Tôi hứa đêm nào cũng nhàn khối đầy đủ. Ngày mai rằm, xin mời cô bác quốc mặt quốc mài về hưởng ít lộc nghe. Vì là cánh cửa nhôm, cho nên tôi hoàn toàn nghe rõ những lời khấn của bác bảo vệ. Nguyễn Văn Ba chẳng phải là tên của thầy hiệu trưởng hay sao? Nói như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp với ông ấy rồi. Chứng tỏ một điều, lời của cậu Sơn và cô Thu Ba tạp vụ là hoàn toàn chính xác. Còn Nguyễn Văn Tư, nếu như đoán không lầm, chính là em trai ruột của thầy hiệu trưởng. Tất cả những lời này có lẽ là sự gửi gắm từ thầy. Tại sao thầy lại hèn nhát tới như vậy chứ? Tôi cố lắng nghe thêm chút nữa, nhưng chỉ còn lại tiếng bước chân và những âm thanh sột soạt ở bên ngoài.
Hình như bác đang len lỏi trên đống đất đá để thắp hương xuống khoảng đất bên cạnh. Gần 15 phút sau, hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Có khi bác ấy cũng đã đi rồi cũng nên. Để cho chắc ăn, cố đợi thêm 10 phút, tôi mới khẽ hé mở chốt cửa, hé mắt ra ngoài quan sát. Đẩy từ từ ra, chưa kịp ngó nghiêng thì một cái bóng đen xì đang đứng lừng lững phía trước từ lúc nào rồi. Quá bất ngờ, tôi hoảng hốt lùi lại, chân đạp mạnh vào nền gạch, đau thấu xương. Đi rồi. Thì ra là cái bóng đen lúc nãy, chỉ là nó xuất hiện bất thình lình, làm cho tôi trở tay không kịp. Tuy đã dời bớt đi sự sợ hãi, nhưng sự dè chừng vẫn còn rất nhiều. Nhất là bây giờ, đằng sau nó là hàng loạt những cái bóng trắng toát, mỗi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cậu bé à, cậu có quen với thầy Sơn không? Lần này tôi mới nghe được một cách rõ ràng nhất giọng nói của cái dòng đen xì này. Chất khàn đặc, ồm ồm, dường như đây là một người đàn ông lớn tuổi. Nhưng bất ngờ hơn, người mà ông ấy hỏi là ai? Thầy Sơn. Có phải là... Đừng nói là cậu Sơn của nhỏ Trang chứ. Thầy Sơn là ai ạ? Tôi không biết. Chỉ biết là hôm qua có một âm binh đến đây giúp bọn tôi qua giải bát quái mà người đàn ông lúc nãy đặt trên tượng. Tôi là người nhà của thầy Sơn ở ngã ba Hương Nho. Khi nào xong việc cứ đến đó tìm thầy. Cuối cùng âm binh đó nhắc nhở rằng bọn tôi đừng hại người nữa, sẽ có người giúp mọi việc được êm xuôi. Chính là cậu đó. Hả? Là tôi sao? Đúng vậy. Âm binh nói rằng nếu như cậu xuất hiện, chúng tôi sẽ nghe thấy mùi tro nhang phảng phất với mùi giấy bạc. Thật đúng là như vậy. Hả? Chẳng lẽ nào là miếng giấy bạc mà hôm qua cậu Sơn đã cho tôi? Lục tung cặp sách ra, nó vẫn nằm gọn gàng trong ngăn kéo. Tôi liền mở ra, bên trong là một chút bột mịn, ngửi qua thì đúng là mùi tàn nhang cháy rồi. Đây là ẩn ý từ trước của cậu Sơn sao? Cậu đã sớm biết được tôi sắp làm gì và cả chủ ý của những vong hồn này, cho nên ra tay ngăn chặn và đẩy trách nhiệm hòa giải đó về phía tôi hay sao? Làm sao tôi gánh vác nổi chứ? Phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới được. Ông ơi, ông có thể cho tôi biết ngọn ngành của mọi việc hay không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã nghe qua, nhưng mà muốn xác minh từ tất cả mọi người. Nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến. Bây giờ tôi đang giao tiếp với họ như hai người trận với nhau vậy. Chỉ có một điều đang lấn cấn là tại sao chỉ có mỗi mình tôi nhìn thấy và nói chuyện được, còn thầy hiệu trưởng hay bác bảo vệ thì không. Tôi và những người này đã ở đây từ rất lâu rồi. Chỗ này và chỗ này nữa chính là nơi mà xương cốt của tất cả bị chôn vùi đó. Cái bóng đen chỉ tay xuống chỗ cái gương soi và lướt vào bên trong đến vị trí hai phòng vệ sinh nam cuối cùng. Đó chẳng phải là nơi mà tôi đã từng chạm mặt với họ lúc đi tìm thằng Long sao? Rồi từ khi họ đến đã phá bỏ mọi thứ. Có một cây mận ở đây, một dải cây bạc lớn ở chỗ này đều bị họ phá bỏ đi. Tôi đã đi theo để trừng trị. Sau này vì sợ sệt nên hương khói tôi cũng đành lọc bỏ qua. Bắn đi một thời gian sau, căn phòng mới này được xây nên, chèn ép cả chỗ xương cốt của bọn tôi. Rồi từ đó chẳng ai chịu hương khói bù đắp gì hết. Mỗi người tự tìm chốn ẩn thân, quay về không được, bỏ đi cũng chẳng xong. Không thể kiềm được cơn giận dữ, tôi đã tìm kẻ đã gây ra chuyện này, và bọn chúng sẽ phải trả giá từ từ. Có phải ông và mọi người đã hù dọa chúng tôi hay không?
Đúng vậy, tôi là người hù dọa, để dằn mặt, để răng đe. Nhưng xem ra kẻ đó vẫn ngoan cố. Nhưng mà là em trai của ông ấy làm, không phải chính tay ông ấy. Không phải ông đã trừng trị em trai ông ấy rồi hay sao? Đúng vậy, nhưng chính ông ấy mới là kẻ gây ra chuyện này. Còn nhớ khi đó cậu Tư dẫn người đến chặt cây, đặt mâm cúng kiến, nhưng chính ông ta đã chặn lại vì cho đó là mê tín dị đoan. Cậu Tư nghe theo và xuống tay không thương tiếc. Tôi tức giận đã xui cho Giang Trừng trắc trở một thời gian. Rồi không biết như thế nào, hằng đêm có người ra hương khói khấn vái. Người ở đây mềm lòng cũng cho qua. Ấy vậy mà thời gian sau đó, cũng chính là hai người này, lần này cũng có cúng kiến vái sinh đàng hoàng, nhưng lại say chèn lên cả chỗ chôn xương cốt của bọn tôi. Thử hỏi xem, muốn quay về phải về đâu, về bằng cách nào chứ? Thân hữu hỗn loạn, chất dưỡng tìm cây trú ngụ. Lần này tôi quyết không tha, cho hai anh em gặp nạn chi tử, nhưng may mắn thoát chết. Bây giờ kiếm cả bát quái lên để trấn áp, mai nhờ có âm binh đó đến cứu giúp. Bọn tôi đã hứa với âm binh rằng sẽ không hại họ nữa, nhưng nếu họ vẫn không buộc đắp thì đừng có trách. Âm binh có nói, người qua dạy tất cả chính là cậu đó. Tại sao lại là tôi chứ? Vì cậu có căn mạng lớn, có thể nghe, có thể thấy được bọn tôi. Những điều này cũng là cho âm binh đó chuyển lời của thầy Sơn lại. Trước đó tôi cũng đã âm thầm đi theo cậu về nhà, tưởng là cậu đến để giúp đỡ họ. Tôi tính dẫn hột đi, nhưng khi ra đến cửa thì không được. Hả? Chính là ông? Chính ông là người trong giấc mơ đó? Cậu, là thật sao? Đúng vậy, tôi ở trước mặt, nhưng làm cậu mê man không hề hay biết. Này, nếu cậu không giúp, Chính tôi sẽ tự bù đắp cho những chiến hữu của mình. Nhưng mà bằng cách nào? Tôi không biết. Đó là sự bù đắp công bằng. Bây giờ phải làm như thế nào? Những lời nói đanh thép của vong hồn không phải là để cho vui. Nếu như tôi không chịu giúp, chắc chắn thầy hiệu trưởng và em trai của thầy sẽ gặp nguy hiểm. Khó hiểu ở chỗ là tại sao cậu Sơn đã biết tường tận tới như vậy mà không chịu ra tay giúp đỡ. Không được, chuyện này bắt buộc phải nhờ tới cậu Sơn. Bằng không tất cả mọi người sẽ gặp nạn mất. Ai đúng ai sai trong chuyện này không còn quan trọng bằng tính mạng của hai người kia. Những vong hồn cũng đã nói rõ ra, thứ họ cần chỉ là sự bù đắp công bằng. Tuy nhiên khó khăn là ở chỗ, nó cụ thể rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà tôi có chuyện này còn thắc mắc. Nếu như không đúng, xin ông chỉ dẫn cho nó khỏi lệch lạc. Đó là những cái cây hay căn nhà cũ, cũng đâu phải là của ông hay của mọi người làm ra. Hai người đó chặt phá dỡ bỏ đi, tuy không cúng kiến đàng hoàng, nhưng mà cũng không thể nói là họ sai được. Đó là còn chưa kể, sau này họ cũng đã hương khói đầy đủ. Lúc nãy cũng vừa mới có người đến đây để thắp hương đó thôi. Cậu à, cậu còn trẻ người non dạ, tôi không trách. Nhưng cho tôi hỏi, nếu như họ không gặp những chuyện tai ương, thì liệu tâm tính có thay đổi hay không? Những cái cây hay căn nhà không phải là của bọn tôi thì cũng chẳng phải là của họ. Họ đã quỳ dưới chân thần Phật thì phải có lòng bao dung với vong hồn ma quỷ chứ. Suốt một đời chỉ nghĩ đến bản thân, còn những kẻ lòng than khác thì sao? Ba cây nhang dành cho Phật, công đức cũng bằng ba cây nhang dành cho bọn tôi. Tôi không có ý sanh mình với thánh nhân cao siêu, nhưng tâm đức nó không phân biệt rạch ròi giai cấp địa vị hay cõi âm dương đâu. Nhưng mà
họ không hề thấy được trong hồn ma quỷ. Làm sao bắt họ phải tin vào điều đó chứ? Rồi bây giờ họ cũng đã thành tâm thay đổi rồi mà. Xin ông với mọi người hãy suy nghĩ lại đi. Vậy trong số họ, ai đã từng nhìn thấy thần Phật? Ai đã từng hiểu rõ được ý nghĩa của mấy nén nhang chưa? Có người thắp nhang một đời dưới chân tượng Phật cũng mãi mãi không thể quan hỷ được. Không phải là nhang không thơm, không phải là Phật Thánh không hiện linh hay đòi hỏi những điều cao siêu, mà là do tâm can quá sâu xa, do công đức quá nhỏ bé mà chữ nghiệp đã bao phủ lên tất cả rồi. Thứ tôi muốn thấy là sự thành tâm của họ, của những kẻ đến sau với kẻ đến trước, chứ không phải là sự hời hợt thờ ơ. Tất cả đều tỏ vẻ ra mệt đạo đức khi cảm thấy bất lợi đang dần ập tới. Nếu như hôm nay không có âm binh đó giúp đỡ thì bọn tôi đã hồn siêu phách tán dưới cái bát quái đó rồi. Có lẽ là tôi sẽ không thể bào chữa gì thêm nữa. Những chân lý sâu sắc mà vong hồn nói ra như xuyên thẳng qua tâm can. Đúng vậy, có ai mà thấy được Phật Thánh? Đã ai hiểu được ý nghĩa của mấy cây nhang, của việc quỳ lạy khấu đầu? Cũng chừng đó lý lẽ mấy ai đã nhìn thấu được vong hồn ma quỷ, hiểu rõ được toàn cõi âm gian. Chung quy lại cũng nằm ở hai chữ niềm tin. Đã thờ phụng thần Phật ở trên cao thì buộc phải có sự bao dung với những vong hồn ma quỷ phía dưới. Khối nhang không làm cho ánh hào quang của Phật thêm rực rỡ, không thể chỉ đường cho những vong hồn ma quỷ được đầu thai siêu thoát, mà nó chính là tượng trưng cho sự thành tâm của con người và quy đổi thành những hành động tâm linh đẹp đẽ. Tôi sẽ giúp họ nhận ra lỗi sai của mình. Không, hãy giúp mọi thứ được công bằng và không bên nào phải dâng thân vào lầm lỗi nữa. Ừ, được, được rồi. Đêm mai họ sẽ quay lại đây. Nếu cậu không đến, chính tôi sẽ tự đòi lấy công bằng cho mình. Vừa dứt lời, tất cả bọn họ lập tức biến mất. Trong chớp mắt, họ đã xuất hiện khắp sân để hưởng thụ chút hương khói mà bác bảo vệ vừa mới thắp nên. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm nữa. Tôi lầm lũi trèo qua hàng rào bên hông trường để ra về, tâm trí trĩu nặng. Những điều vừa được nghe quả thật quá sức với sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, ý nghĩa mà nó mang lại rất đáng để chiêm nghiệm. Sáng ngày hôm sau, vừa đến trường tôi đã tọt thẳng qua lớp tìm nhỏ Trang. Có lẽ tiếng lành đồn xa cho nên không còn ai to nhỏ xì xầm nữa. Đêm qua trằn trọc mãi, suy đi tính lại, việc này chắc phải nhờ kể đến Trang mới mong thành công được. Nè, sao nhìn Đức như thiếu ngủ vậy? Đêm qua có ngủ được chút nào đâu. Nè, ra đây, có chuyện cần nhờ Trang giúp đỡ đây. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc của đêm qua, kể cả chuyện có liên quan đến cậu Sơn cho nhỏ nghe. Vừa kể vừa nhớ lại, vẫn rùng mình vài lần. Phía bên kia, Trang vẫn cứ há hốc mồm như không tin vào những điều vừa nghe thấy. Hả? Cái gì? Chẳng lẽ nào cậu Sơn á sai âm binh làm chuyện đó ngay cái lúc tụi mình đang ở nhà cậu hay sao? Có lẽ là vậy. Không phải tự nhiên mà những vong hồn đó lại biết được cậu Sơn đâu. Không dễ gì mà họ tin tưởng được, trừ phi là có một cái thứ gì đó mạnh hơn và có thể giết chết họ. Nhưng mà đêm qua Đức không sợ hả? Trang nghe kể thôi mà sợ cả người luôn á. Sợ chứ, vừa sợ vừa căm phẫn. Nhưng mà Đức sẽ đòi lại công bằng cho họ và cứu thầy với em trai của mình nữa thoát khỏi tai họa. Đức à, sao lại dại dột như vậy? Lỡ mai làm không được sẽ nguy hiểm lắm đó. Cậu Sơn từng nói rằng nếu mà tất hứa tất hẹn với ma quỷ, hậu quả sẽ rất là khủng khiếp. Đức biết, nhưng mà nếu như không thử thì tính mạng của thầy với em trai thầy sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng mà đó không phải là việc của Đức. Đúng rồi, đó chính là đạo lý xấu xa mà Đức muốn tự tay mình xóa bỏ đi. Chỉ cần người khác bị tổn thương
thì dù không phải là việc của mình hay liên quan tới mình, cũng không thể bỏ mặc thờ ơ được. Rồi có một ngày chính sự lơ là đó sẽ kết liễu mình. Chỉ cần sống là còn sửa sai được. Trang có giúp Đức hay không? Trang sợ lắm. Ừ, không sao, Đức không ép đâu. Đức sẽ nghĩ cách khác mà. Nhưng mà Trang sẽ giúp Đức. Trang không muốn những người quất mặt bị thiệt thòi, và những người đang sống phải có cơ hội để được sửa sai. Được, cảm ơn Trang. Cảm ơn Trang nhiều lắm. Nè, can đảm lên. Bọn họ không có hại Trang đâu. Kế hoạch là như vậy nè. Hết buổi học phụ đạo, tôi với Trang ghé quán nước gần trường ngồi quan sát. Lần này không chơi chiêu ở lại nữa. Gần 6 giờ chiều rồi, học sinh cũng đã về hết. Bác bảo vệ nãy giờ không thấy đâu, cả thầy hiệu trưởng nữa. Hy vọng mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Đức à, Trang sốt ruột quá à. Nè, không sao đâu, ráng chút nữa đi. Kìa, hình như thầy hiệu trưởng chở ai tới rồi kìa. Tôi với Trang lật đật tính tiền ngồi đợi sẵn. Thầy hiệu trưởng đang chở theo một người nữa. Nếu như đoán không lầm, tay chân băng bó như thế này, chắc chắn là em ruột của thầy rồi. 5 phút sau thì cô tạp vụ cũng đến. Trên xe đùm đề không biết bao nhiêu là bọc ni lông to tướng. Trong mọi người có vẻ rất hối hả. Bác bảo vệ đã quay trở lại bốt. Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ 15 rồi. Trời đã bắt đầu tối hẳn. Nè, hành động đi Trang. Nè, cầm lấy cái này. Được. Nhỏ Trang đi qua chỗ bốt bảo vệ, còn tôi nép sát bờ tường bên ngoài nghe ngóng. Nhỏ trưng ra bộ mặt thật khổ sở. Ba ơi, con cho con vô trong lấy quyển sách toán, để quên trong học bàn lớp con á. Mai có kiểm tra một tiết mà con về nhà tìm hoài không có ra. Không được, đã hết giờ rồi, ba không cho con vô được. Vậy mượn vở của bạn mà học đi. Nhưng mà trong lớp con không có chơi thân với bạn nào hết. Con năn nỉ bác mà, ngày mai kiểm tra một tiết, không thì con đợi sáng con lấy cũng được. Tôi nín thở chờ đợi. Nếu mà bác vẫn cứng rắn thì kế hoạch này coi như bỏ đi. May mắn thay, sau một vài phút đắn đo, cuối cùng bác cũng đồng ý cho con nhỏ vào trong sau khi kiểm tra tên tuổi và thông tin lớp học. Nhỏ Trang quay qua kẻ ra dấu ok, rồi lập tức đi vào sân sau. Theo như kế hoạch, nhỏ sẽ tìm chỗ trốn và đợi đến khi tôi xuất hiện thì sẽ thành công, thì sẽ hành động. Nè, anh soạn giúp tôi cái bàn đi, để cô Thu Ba bài biện ít đồ cúng nghe. Dạ được. Anh Tư khỏe chưa mà bữa nay lên đây vậy thầy? Tôi cũng đỡ rồi, nhưng mà phải lên thôi, cứ giật giả như thế này suốt khổ lắm. Thầy bà chữa mãi không được, tôi cứ bảo là lên đây thành tâm cúng kiến, thôi thì mình nghe theo. Là giọng của thầy hiệu trưởng và em trai của thầy. Họ đang bàn bạc với bác bảo vệ về chuyện cúng kiến thì phải. Đúng lúc lắm, điều này sẽ giúp cho bác ấy quên bén đi rằng nhỏ Trang vẫn còn đang ở bên trong. Chuyển hướng quan sát, mọi người bắt đầu soạn đồ di chuyển ra sau. Bác bảo vệ và cô Thu Ba trông rất hối hả, tay xách nách mang. Có lẽ họ vội vã và kín đáo như vậy là do sợ điều tiếng, dính dáng tới mấy chuyện mê tín dị đoan, mất thanh danh nhà cháu. Ở ngoài thêm 15 phút nữa, lúc nãy bác bảo vệ và cô Thu Ba đã đi ra bên ngoài. Họ di chuyển vào trong phòng giáo viên, chắc là để gọi hai anh em của thầy hiệu trưởng. Thôi chết, còn một con bé xin vô lấy sách nãy giờ chưa ra. Để tôi vào trong tìm đã thầy ơi. Ừ, nhanh nhanh giúp tôi đi, chuyện này không thể để lộ ra ngoài được đâu. Chỉ chờ có như vậy, tôi lập tức xông vào trường, chạy đến ngay chỗ bọn họ đang đứng, mặt giả vờ hốt hoảng. Thầy ơi, em chào thầy. Bác à, bác có thấy bé Trang bạn con đâu không? Là cô bé hôm qua bị dọa xỉu trong toilet đó. Nãy nói xin vô tìm sách đó mà chưa thấy ra nữa, con sốt ruột quá à. Bác kiểm tra lại giúp con đi, bây giờ ở sau trường một mình nguy hiểm lắm. Bác ơi, bác giúp bạn con với. Bình tĩnh, để tôi ra sau kêu cho. Hình như vừa nghe đến chuyện cô bé ngất xỉu trong toilet, ai nấy cũng rất hoang mang, vội vã chạy ra sau. Kế hoạch bước đầu coi như đã thành công. Thấp thoáng trong ánh sáng lập lòe, Trang đang ngồi xếp bằng trước bàn cúng, tóc tai rủ rượi, người ngã nghiêng qua lại. Mọi người vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó. Tất cả lập tức đứng sững cả lại, khẽ liếc về phía cây hoa sữa. Một vài trong hồn đã xuất hiện ra. Nè,
anh coi con bé làm sao. Mau lên. Nè cô bé ơi, tìm được sách chưa? Sao lại đó ngồi vậy? Về đi để bác còn đóng cửa chứ. Về. Đi. Về và đi. Nhà còn đâu nữa mà về chứ. Nhỏ Trang không ngước mặt lên, chỉ lắc lư qua lại. Mỗi câu nói nhấn nhá thì thân thể lại rung lên. Lúc lên kịch bản, tôi không nghĩ nhỏ lại nhập tâm tới như vậy đâu. Hy vọng mọi sự sẽ trót lọt. Thật sự nhìn vào trong ấm ảnh vô cùng. Công nhận nhỏ diễn xuất sắc thật. Nè, em nói cái gì vậy? Nhà đâu mà về chơ? Không, lần này là một chất giọng đặc sệt vang lên. Nó không phải là giọng nói thường ngày của Trang. Chẳng lẽ nào? Bất giác tôi nhìn sang xung quanh, hàng loạt những bóng trắng đã hiện diện. Tuy nhiên không hề thấy cái bóng đen đâu nữa. Có chút nghi ngờ, tôi tính chạy đến thì trong gương mặt của nhỏ Trang ẩn hiện ra một khuôn mặt đen xì khác, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng lẽ nào cái bóng đen đó mượn xác của nhỏ hay sao? Nhỏ cũng từng thấy được trong hồn, chứng tỏ căn mạng rất mạnh. Tôi không xong rồi. Cái giọng nói ồm ồm vừa rồi khiến cho tất cả mọi người đều run sợ, không ai dám lên tiếng nói một câu nào. Mấy người đang làm cái gì vậy? Đốt nhang lên. Muốn nói gì thì nói đi. Cô bé, con vừa nói cái gì vậy? Về đi để bác còn đóng cửa chứ. Ta đã nói nhà đâu mà về. Hai người kia lên đây, chẳng phải hôm nay đến là để muốn nói cái gì hay sao? Cái tay cái chân chưa lành lặn, nhưng đến được cũng là quý rồi. Vì sợ nên mới đến, hay vì sao mà đến? Hôm bữa trên ngã tư, đáng lẽ cả hai phải chết rồi, nhưng tôi không nỡ. Vậy mà các người còn cố triệt hạ được sống, treo cái thứ đó lên để hâm dọa, cho bây giờ còn bày vẽ cúng kiến. Tôi nhìn mãi mà vẫn chưa thấy được tâm. Dứt lời, nhỏ Trang bất chợt ngất mắt lên. Hai con mắt trắng toát toàn tròng trắng, miệng méo sệt qua một bên, tóc tai rũ rượi đến đáng sợ. Ai nấy đều thụt lùi ra phía sau. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chẳng lẽ nào nhỏ đã bị mượn xác như lời bà ba nói hay sao? Ai? Là ai đó? Sao lại biết được những chuyện này? Em đừng có bày trò nữa, về nhà đi, không may thầy đưa lên cột cờ bây giờ đó. Ông nên kiểm điểm chính lương tâm của mình. Chính ông đã hại em trai mình ra nông nỗi như thế này. Một người thành tâm, ông lại ra sức ngăn cản. Tôi cho tội nguyện. Tưởng đâu thay đổi, lại tiếp tục được cũ. Cây mận, hàng cây bàng, rồi xương rồi cốt, lần lượt bị các người phá bỏ, bị các người chèn ép đè nén, không chốn dung thân, không nơi nương tựa. Tôi đã theo ông về tận nhà, nghe ông khấn với Phật rằng mong muốn được bình an, được giàu sang phú quý. Ấy vậy mà ông đang làm cái điều gì với sự bình an của người khác đây? Ông chỉ biết hướng đến sự phú quý của riêng mình mà bỏ mặc đi những giá trị hình thành nên nó: đạo đức, tình thương, niềm tin, tất cả đều bị bóp méo trong cái vỏ bọc gia giáo của ông. Trời ơi, tôi xin ông tha cho anh em tôi đi. Ông tha cho anh em tôi nhớ. Tự dưng em trai của thầy quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa khiến cho tất cả mọi người ai cũng sửng sốt. Cậu là một người có tâm tốt, nhưng lại dễ bị người ta dẫn lối. Cậu có nhận ra giọng nói của tôi không? Người đã theo cậu mấy ngày hôm nay và rủ cậu đi chơi. Tư à, theo tôi. Tôi xin ông, tôi biết ông mà. Mấy hôm nay tôi đau khổ lắm. Từ lúc xây cái nhà đó xong,
Không ngày nào tôi được ngủ yên cả. Không ngày nào tôi được thanh thản hết. Tôi biết lỗi rồi. Tôi xin ông đó. Tư à, em nói cái gì vậy? Đây là người mà đêm nào em cũng mơ thấy. Đêm nào em cũng nghe được cái giọng nói này. Họ đến để đòi nhà, đến để dẫn em đi. Là do anh em mình đó. Là do anh em mình không bù đắp đầy đủ cho họ. Anh à. Họ là ai? Là thứ gì? Con bé này, sao vậy? Em không sợ thầy sao? Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì tự dưng ông ngã ngửa ra sau, hai tay ôm cổ, miệng ú ớ không nên lời. Ở phía sau, một giống hồn đang ngồi ở trên vai ông, mỉm cười đầy ranh mãnh. Bác bảo vệ và cô tập vụ tái mặt, không ai hé răng nửa lời, cũng chẳng dám chạy đến. Ngay cả bản thân tôi dù nhìn thấy được, dù đã từng trải qua, nhưng cảm giác sợ hãi tột độ vẫn không hề dời bớt đi. Xin ông hãy tha cho anh em tôi. Xin ông hãy tha cho anh em tôi đi mà. Ông muốn gì tôi đền đáp, em sẽ bù đắp. Tôi xin ông đó. Anh không cần phải bù đắp. Những việc tôi làm với anh cũng đã đủ để tôi gánh cái nghiệp chướng và lòng sân si của mình đổi lấy sự bù đắp của anh rồi. Tuy nhiên, người kia vẫn còn ngoan cố. Tôi không thấy sự thành tâm. Nghiệp chướng lần này có nặng đến bao nhiêu, tôi cũng muốn ông ấy cùng gánh chịu. Đừng mà ông ơi. Tôi vội vã hét to lên. Giống hồn đang trên người thầy hiệu trưởng cũng lập tức dừng tay lại. Phía bên kia, nhỏ Trang bắt đầu xoay đầu như để tìm vị trí vừa phát ra tiếng nói. Tôi xin ông. Tôi biết lỗi rồi. Tôi xin ông mà. Tôi đã biết lỗi rồi. Bây giờ ông mới chịu nói ra câu đó. Nhưng mà ông không hề có lỗi. Ông chỉ bỏ quên những điều thiết thực gần gũi bên cạnh mình thôi. Tôi xin ông. Xin ông hãy tha lỗi cho tôi, cho anh em tôi. Tôi xin ông mà. Ông nên xin lỗi tâm can của mình. Ông nên xin lỗi tâm trí của mình đó. Và ông nên xin lỗi cả những định kiến tâm linh của ông. Trên đời có âm có dương, có thần Phật thì phải có ma quỷ. Đừng để cao quá đầu, đừng để thấp quá chân. Giới lên sẽ mất thăng bằng, cúi xuống sẽ đầy sơ hở. Tôi xin nhận. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây? Xin ông hãy nói ra đi. Ông hiểu chuyện là được rồi. Tôi cũng không màng gì nữa. Nghiệp chướng có lẽ đôi bên đã đủ đầy. Tôi nói ông thờ ơ, tức là tôi đang sân si, cũng chẳng còn thanh liêm nữa. Nhưng mà ông ơi, nếu như mà thầy con lập một cái trang để cho mọi người cùng quay về trú ngụ, bù đắp cho những hàng cây bị chặt mất, cho những chỗ xương cốt bị vùi lấp đi, thì có được hay không ông à? Cuộc sống này luôn công bằng mà. Nghiệp chướng hay công đức đã có trời đất chứng giám. Còn những việc ở trước mắt cứ theo đạo nghĩa mà làm thôi. Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ bù đắp cho mọi người mà. Chỉ cần thật tâm là được. Thì ra là như vậy. Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra, thứ mà những vong hồn ở đây mong muốn không phải là được đền đáp, được bù đắp cho xứng đáng. Bởi vì vật chất suy cho cùng cũng chỉ là để ngoài túi. Một cái khóm thợ không thể quy đổi được những thứ lâu năm đã gắn bó với họ. Một câu xin lỗi không thể đánh đổi bằng hàng trăm mảnh xương cốt đang bị chôn vùi và cả những sự ô uế đang phải gánh chịu. Họ không cần, vì vốn dĩ lâu nay đã chọn một kiếp chất dưỡng mất rồi. Thứ họ cần chính là sự công bằng trong tâm tưởng. Những tiếng cười giòn tan vang lên. Thân thể nhỏ Trang giật giật lên liên hồi rồi nằm bẹp xuống đất. Vong hồn trên cổ thầy hiệu trưởng cũng đã lập tức biến mất đi. Chỗ dãy nhà vệ sinh, cái bóng đen đang đứng lững lững bên cạnh hàng loạt những vong hồn khác. Trang,
Trang ơi, Trang ạ. Tôi vừa đỡ nhỏ lên, tự nhiên cảm thấy trong người lạnh toát. Hai mắt nhỏ trừng ra đỏ lợm, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Cảnh tượng hết sức ghê rợn, khiến cho tôi suýt chút nữa đã thả mạnh đầu nhỏ xuống đất, nếu như không có câu nói ồm ồm vang lên. Cậu trai trẻ, cảm ơn cậu. Sáng hôm sau, vừa mới lên trường, đã thấy bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng cho thợ đặt một cái trang thờ sát ngay cây hoa sữa, đồng thời cũng gỡ bỏ đi cái bát quái bên hông phòng vệ sinh nam. Thắp xong ba nén nhang, thầy quay sang nhìn tôi với Trang gật đầu. Hôm qua bị dở kế hoạch, nhưng may mắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Bác nhỏ diễn đâu không thấy, lại thành ra sự thật. Nè, hôm qua Trang không nhớ gì luôn hả? Không, theo kế hoạch Trang vào trong lớp ngồi đợi, nhưng mà được một lúc thì thấy người lạnh lạnh, sau đó tỉnh lại trong phòng hội đồng. Rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy Đức? Bình tĩnh nghe Đức kể nè, tin hay không á thì tùy nghe. Tôi thao thao bất tuyệt một hồi, con nhỏ đi từ trạng thái sửng sốt sang hoảng sợ, và cuối cùng mỉm cười mãn nguyện. Ủa, Trang không sợ hả? Là thiệt đó, dở kế hoạch ngoài sức tưởng tượng luôn. Thoạt đầu là muốn Trang đóng giả như bị ai đó nhập, ai dè là nhập thiệt luôn. Là thật hay không Trang cũng không biết nữa, nhưng mà đã giúp được họ thì mình nên mỉm cười mà. Đúng thật, may mà đã giúp được họ, mọi chuyện cũng vừa êm xuôi. Không thì có lẽ tôi phải nhờ người làm cho cái biển đừng tiểu tiện trong nhà vệ sinh to tướng dán trước cửa. Mà quả khi tréo ngoe như vậy rồi ăn đập cũng nên. À, quên mất, cậu Sơn á có nhắc Trang qua hay không? Hả? Qua đó làm gì? Thì con ngày lạnh tháng tốt. Đức nè, lại bắt chước ổng chọc Trang nữa rồi. Đức nói thiệt đó. Mà nè, chị Trang có người yêu chưa? Thôi, qua thắp hương đi, tối đi trà sữa Trang nói cho. Bên cạnh cái trang thờ, cái bóng đen đang đứng vẫy tay mỉm cười. Như vậy là tất cả mọi người vừa nghe xong một bộ truyện ma rất là hay, Đừng phạm vào nơi ở của người khuất mặt, của tác giả Ngọc Sơn. Chuyện của Ngọc Sơn bao giờ cũng vậy, luôn có những triết lý, những nhân quả, cũng như là mang đậm những cái triết lý trong Phật giáo, trong cách ăn ở của người đời. Cậu ấy không chuyên viết về những yếu tố kinh dị hay những tình tiết có nút thắt quá cao, quá là khó khăn, quá là bi kịch, nhưng mà luôn biết cách để mà giữ người nghe, giữ chúng ta ở lại với câu chuyện của cậu ấy. Sắp tới đây sẽ còn nhiều bộ mới của Ngọc Sơn nằm trong những cái series, ví dụ như là Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ, Ai Thắp Nhang Cho Vong Hồn, vân vân. Và còn rất nhiều tác phẩm mới của Ngọc Sơn mà Huy chưa kịp làm do bị gián đoạn trong dịp Tết. Sắp tới đây sẽ gửi tới cho quý thính giả. Song song đó thì vẫn còn những bộ truyện khác của các tác giả khác nữa. Huy sẽ cố gắng tranh thủ làm nhanh nhất và phục vụ được nhiều nhất có thể. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Đồng, ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Và còn đăng ký kênh sớm nữa, ở bên đó Huy sẽ thư chuyện với quý thính giả về những câu chuyện tâm linh, cũng có thể là sẽ kể trực tiếp những câu chuyện ngắn có thật, giống như cũng nhiều bạn đang làm trên YouTube vậy đó. Thì Nguyễn Huy cũng muốn làm như vậy để mà có thời gian trò chuyện, tương tác trực tiếp nhiều với khán giả hơn so với đọc truyện audio như vậy. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại vào những video truyện sau nhé. Chúc một buổi tối an lành.